đâu mà chúng mày cứ đòi kiểm tra. Chúng tôi nhận được tin báo trên xe có chở hàng cấm. Yêu cầu cho kiểm tra. Không được. Bọn tao đi chở hàng cho chủ. Nếu muốn kiểm tra ấy, để gọi chủ. Yêu cầu anh không sử dụng điện thoại liên lạc trong quá trình kiểm tra. Cái gì mà kiểm tra? Bọn tao làm gì đâu mà kiểm tra? Chúng tôi có quyền kiểm tra hành chính tất cả các xe ra và vào khu vực biên giới. Nếu bây giờ mở ra mất dấu ấy, chủ lại bảo bọn tao ăn cắp ấy. Báo cáo anh, nếu muốn bắt ấy, chúng ta phải tung trinh sát, kiểm chứng thông tin tố cáo. Chưa kiểm chứng và bắt ấy, là sai nguyên tắc, thiếu hiệu quả và còn gây ác cảm cho bà con nữa đấy. Cũng là do báo gấp. Hơn nữa, anh có nói chúng ta đang thiếu lực lượng. Vậy chúng ta xác minh kiểm chứng kiểu gì? Theo tôi, chúng ta nên dừng lại. Không được. Anh nên nhớ, nguyên tắc làm việc của chúng ta là dựa vào dân. Dân họ có tin thì mới tố giác. Báo cáo, nhưng chúng ta phải đáp lại lòng tin đó. Ừ, sao hôm nay có nhiều con mắt nhìn mình thế? À Tấu, xe của mày bị làm sao thế? Bị hết xăng không có thần hồn để chạy đúng không? Thì đang bốc hàng nhưng mà biên phòng đòi kiểm tra. Thế mày có làm gì sai không? Không biết đâu, tao cũng chỉ lái xe để lấy tiền nuôi vợ con thôi mà. Thế mình không sai thì mình sợ cái đầu gì? Mình cứ đi đi. Bà con bình tĩnh đã. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của bộ đội biên phòng. Rất mong bà con tạo điều kiện để anh em chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, à, Tống nó là người tốt mà. Nó suốt ngày cho tao tiền uống rượu. Chúng mày đã cho tao được cái giọt thần hồn nào chưa? Đúng rồi, à, Tống là người tốt mà. Đúng dạ rồi, thả dạ, ra, dạ, đi, ra đi, để cho người ta đi đi. Tại sao vẫn chưa kiểm tra? Báo cáo đồn trưởng. Bà con, dân đã tố giác thì chúng ta phải kiểm tra. Còn ai định ngăn cản, sử dụng biện pháp cưỡng chế. Ô, thằng này mới này. Hết rượu, cho xin đồng mua rượu uống để gọi cái thằng Hùng về. Tôi đề nghị anh nghiêm túc. Túc, Túc trưởng bảng đúng không? Uống rượu suốt mà. Nhưng xin tiền là xin tiền mày cơ. Cho xin đồng uống rượu ấy. Lên thuyền về rồi. Gì? Trưởng mắc. Cho thì thôi. Xin mắc ngồi. Các đồng chí, thực hiện nhiệm vụ. Không được. Nếu kiểm tra không có gì thì sao? Tao không cho kiểm tra. Nếu không có gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Các đồng chí, thi hành. Anh ạ, anh mới lên, dù sao cũng nên nhẹ nhàng với bà con dân bản một chút. Đấy, đừng dẫm lên ngô. Nhẹ cái tay thôi. Đấy, làm gì có gì mà đòi kiểm tra. Ý được cái vé chuyện. Cứ đập đập thế rồi bán được cho ai. Mày chỉ hành dân thôi. Đấy, bà con xem này. Mỏng hết rồi. Đổ ra tí tự đi. Chúng mày đổ ra tí, chúng mày tự đi mà bốc. Tao không bốc đâu. Có cái gì đâu. Đấy, không được đâu. Hàng này để ra đấy, để anh để ra chúng tôi làm nhiệm vụ. Hàng này là tôi phải đem ra thị trấn đóng nguyên đai nguyên kiện đấy. Rồi bây giờ mở ra không có cái gì thì làm sao? Đấy, chúng mày xem này. Xem đi, có cái gì không? Nhìn xem có gì không? Sao? Bốc hết vào cho bọn tao đi. Trả tiền đi còn gì nữa. Bây giờ thấy gì thì phải bốc vào cho người ta chứ. Các đồng chí, thu lại nguyên trạng hiện trường.